Kính thưa mọi người, thì cách đây khoảng chừng ít tuần đó, thì mình có xuống dưới nhà lưu trú, thì mình cũng có nghe những phụ huynh, những mẹ có nhắc đến cháu Hoài An, là thường thường ở trong nhà lưu trú thì gọi là chim sâu, thì cũng lâu lắm, khoảng trên nửa tháng, xin lỗi, nửa năm mình không có gặp Hoài An. Thì cái lần mà gần nhất mình gặp đó, lúc đó là mẹ của Hoài An với lại cháu là đang đang ở bên nhà lưu trú ở bên cơ sở 1, và lúc đó là mẹ của Hoài An thì đang mang bầu, và hiện tại là chị đã sanh rồi. Người đang chăm sóc trực tiếp cho cháu đó là ba, là anh Đạt. Mình không có thể nào mà nhận ra cháu Hoài An nếu mà đi ở ngoài đường hoặc là ở trong bệnh viện đó mọi người. Thì đây là cái hình ảnh của Hoài An ở lúc trước đó, là mình cũng có chia sẻ rồi ha, cũng được một hai lần về trường hợp của cháu Hoài An, nhưng mà thật ra đây là cái lần mà mình không thể nào nhận ra Hoài An nữa. Và đây là cái bú ở trên người của cháu nè, tính tới thời điểm này nè, mọi người thấy đó, không có nhận ra luôn á. Đây đó, hình nè, chụp ở nhà lưu trú rồi nè, mọi người thấy không, dễ thương lắm. Còn hôm nay thì nhìn cháu gầy rồi, hiện tại là bây giờ phải câu ống rồi, vết thương nó bị lở loét á, tay chân rồi nè, người thấy. Hôm nay thì không có gặp được mẹ của Hoài An nữa, tại vì chị vừa mới sanh, thì chắc là sẽ nhờ anh Đạt chia sẻ cho mọi người về cái khoảng thời gian mà mình gặp Hoài An ở 6 tháng trước, và tính tới thời điểm này về tình hình sức khỏe của cháu và cái hướng mà điều trị như thế nào, và cái vấn đề đặc biệt nhất là vấn đề tiền nong. Nhưng mà trước mắt thì mình tạm gọi cái tên thân thiện, thì thường thường á, là các mẹ ở đây hoặc là mình hay vô mình thăm cháu là gọi là chim chim sâu ha. Dạ. Anh Đạt, em có gặp hai mẹ con của chim sâu cũng được vài lần, và cũng có chia sẻ ở trên kênh của em khoảng hơn nửa năm trước, và nửa năm qua thì em không có gặp. Thì bây giờ thì tình trạng của cháu thì tất nhiên là mọi người cũng biết là không có khả quan, tại vì vấn đề là bây giờ cái bú rồi tất cả các thứ mọi người thấy cháu khác xưa rất là nhiều. Cho em với mọi người biết đó là chim sâu là bị tái lại là như thế nào anh, và thời gian là bao lâu rồi? Dạ. Cái này thì là từ tháng 11 của năm 2022 ấy, thì là các bác có hội chuẩn cho cháu mổ tại bệnh viện Nhi Đồng 2. Nhưng trong quá trình mổ lần 1 thì là cái khối u nó lại phát triển lại rất nặng. Nên các bác lại quyết định là cái tháng 12 ấy, là quyết định cuối tháng 12 hội chuẩn lại lần nữa để mổ cho cháu lần thứ hai. Cho đến ngày mùng 3 tháng 1 thì là các bác hội chuẩn hai bên là kết hợp mổ cho cháu lần thứ hai, là cắt xương quai hàm mà cắt xương mũi cái cho đến lần cái lần mà mình gặp chim sâu và mình hỏi về bệnh tình đó, là mẹ có nói là cháu nó bị hóc mũi á, ở trong hóc mũi có một cái khối u nhỏ thôi. Thật sự là cháu nó cơ bản lúc đó là rất là khỏe luôn, nhưng mà bị tái lại rất là lẹ. Rồi bây giờ là họ truyền dây rồi truyền ống rồi, là mấy cái này là để như thế nào cái anh? này là đường ăn bằng ống anh ạ, Dạ. chứ cháu là bị cắt mất xương hàm nên là không có khả năng nhai. Ở đây là Đây là cái này là bơm cháo, bơm chất dinh dưỡng cho cháu ạ. hôm nay á, là nếu mà cái phần giấy tờ với cái phần xét nghiệm mà không có gì thay đổi thì chiều nay gia đình sẽ về lại Ninh Thuận, nên hôm nay là cũng có duyên mình gặp lại cháu chim sâu đây. Con còn nhớ chú Sinh không? Có hả? À, nhớ chú Sinh. Chú Sinh mấy cái lần này có cho kẹo cho quà con có nhớ không? Nhớ à, ngoan quá. Năm nay là chim sâu nhiêu tuổi? 4 tuổi. Cháu nó gầy đi khoảng bao nhiêu ký vậy anh Đạt? Dạ, sau khi mổ thì cháu sút khoảng tầm 2 kg anh ạ. Cháu này mình xin nói lại mọi người, mình mỗi lần mình gặp cháu rất rất là dễ thương luôn, rất là dễ thương, rất là ngoan, rất là lễ phép luôn. Mẹ của cháu là cũng rất là đàng hoàng, mẹ cháu còn trẻ rất là đàng hoàng.
Đợt này là đi vô trong đây theo định kỳ hay là từ trước tới giờ là nằm ở bệnh viện vậy anh Đạt? Dạ, cái này là sau khi mổ xong là vào thuốc theo định kỳ, theo chỉ định của bác sĩ. Dạ. Để em cho mọi người coi lại cái chỗ cái khối u của cháu nha. Cái phần mắt là chắc chắn là ở đây là hư rồi mọi người. Còn phía mắt trái thì sao anh Đạt? Mắt trái thì nó có ảnh hưởng gì? Dạ, hiện tại thì mắt trái cháu chưa bị ảnh hưởng gì ạ. Cái khối u này là nó bây giờ nó đang bị lở loét đây hả? Ừ, dạ, cái này là do mình mổ trước ở mũi, bây giờ nó lại phát triển lên cái vùng mắt. Dạ, nó chạy lên mắt. Rồi bây giờ hai cha con đang đợi kết quả. Rồi chiều nay đi về Ninh Thuận. Dạ. Thường thường những cái lần mà đi vô trong bệnh viện như vậy đó thì bác sĩ họ điều trị như thế nào? Dạ, thường thường là cứ cái lịch là tái khám, sau đó tới là kiểm tra là xét nghiệm máu là các thứ là cháu ổn định thì là vô thuốc cho cháu đây ạ, tức là hóa trị ạ. Còn cái phần ở bên mắt phải của cháu là bây giờ có ổn không ạ? Có đỡ không? Cái này thì là không đỡ, cái khả năng là phải bỏ con mắt đấy ạ. Khả năng bỏ con mắt là tới gần như là 100%. Thường thường hôm bữa là mình gặp cháu đó là hình như là bị hóc mũi phải đúng không? Dạ đúng ạ. Hóc mũi phải rồi nó ăn bây giờ nó ăn lấn qua cái phần mắt và hàm. Ở đây, mọi người thấy. Từ khi giai đoạn mà cháu nó tái lại thì tốn tiền nhiều không anh Đạt? Dạ cái này, chi phí bên Nhi Đồng thì là hiện tại là ca mổ thì các bác có báo là trên 100 triệu. Nhưng mà ca mổ phải trải qua 3 giai đoạn nếu mới làm được giai đoạn ban đầu. Tức là cắt xương hàm và cắt xương mũi. Chưa trừ bảo hiểm. Tức là cái đấy là bác báo luôn là bảo hiểm chỉ chi trả từ 10 đến 20% đấy ạ. Là sắp tới đó hả? Dạ. Vậy là mình phải chuẩn bị là phải 70-80 triệu. Dạ. Trong 3 lần phẫu thuật như vậy nó thời gian nó khoảng bao lâu? Cái này lại còn dạ cái này thì là bên Nhi Đồng có nói là không có cái thời gian trước bởi vì nó liên quan đến cái khối u của cháu điều trị bên ung bướu. Nó xẹp nó, dạ, nó ổn định thì mới mà tiếp tục được ạ. Con có mệt không chim sâu? Có ha. Và bây giờ á là chú xin á cho con ít tiền nha. Để chiều nay đó là con với ba con này trả tiền xe với lại là mua sữa đồ cho con nha. Có thích đồ chơi gì không con gái? Con thích cái gì? Thích đồ chơi gì? Thích cái gì anh Đạt? Cái gì con? Con cá, câu cá. À câu cá hả? Chơi câu cá. Câu cá ha. Em gửi ít tiền để anh trả tiền xe với lại ví dụ như mua gì cho cháu với lại nếu mà có ghé ngang mấy cái chỗ bán đồ chơi rồi anh mua cho cháu luôn nha. Chứ để mình hứa cho cháu mà không có nó buồn, nít mà nó nhớ dai lắm ha. Mua cái mấy đồ chơi câu cá nó khoảng chừng 100.000 à ha. Rồi em cảm ơn anh. Về cái khoảng mà sắp tới mà ví dụ như lão bác sĩ mà kêu để mà phẫu thuật đó, thì hai vợ chồng ấy chuẩn bị như thế nào rồi? Dạ có, nói chung là cũng có vay mượn thêm bạn bè các thứ thì em chuẩn bị cũng được khoảng tầm 50% rồi. 50%? Dạ. Nên là có vay mượn chuẩn bị cho cháu. Chú xin không có làm phiền thời gian cho con để mà con nghỉ ngơi. Chú xin gửi cho ba con ít tiền rồi có gì nãy ba chú xin dặn rồi đó là kêu ba con mua đồ câu cá đồ chơi cho con nha. Ở đây là em gửi ít tiền cho chim sâu rồi em cũng mong là sau khi mà em đăng cái video này lên đó thì cô chú anh chị gần xa thể đồng hành cùng với lại vợ chồng của anh để mà phụ cho hai vợ chồng nha. Dạ, có được cái ca phẫu thuật nó trọn vẹn. Ở đây đó là mình xin phép là mình thay mặt cho chị Trang, chị Trang Anh ở Mỹ là 1.350.000. Thứ hai là cô Hoàng Thị Thu Hằng ở Mỹ là 1.000.000. Thứ ba là nhóm các chị gái ở Gia Lai là 1.000.000. Và cuối cùng đó là một cô ở Dĩ An Bình Dương là 500.000. Thì tổng cộng là 3.850.000. 3.850.000. Đây em gửi cho anh Đạt nè. Ba
3.850.000. Dạ. Dạ. Dạ, bố con rất cảm ơn mọi người có sự quan tâm của mọi người. Con cảm ơn mọi người con. Những cái lần mà em gặp mẹ của chim sâu đó thì là từ khi mà bệnh là hai mẹ con thôi, còn anh là ở ngoài quê. Dạ, em đi ở ngoài nhà, bởi vì ở ngoài đấy nó còn có chị cháu đi học. Rồi anh, bây giờ anh thay thế mẹ cháu là bao lâu rồi? Dạ, đến giờ này được 4 tháng rồi ạ. 4 tháng. Nghe nói là mẹ chim sâu là sanh trai hay gái vậy anh? Dạ, gái ạ. Gái. Dạ, cháu. Trong 4 tháng qua là ví dụ như về phần giấy tờ, về chăm sóc cho con hay là tất cả các thứ về để mà lo cho con rồi đó, đường xá rồi tất cả các thứ là anh đã quen thuộc chưa? Dạ, trong 4 tháng đây thì em cũng quen đầy đủ các thứ, đường xá rồi thủ tục để điều trị cho cháu này em có quen rồi. Mấy cái phần mà cho chim sâu ăn với lại vệ sinh rồi tất cả các thứ là anh làm hết? Dạ. Thôi chào tạm biệt chim sâu nha, hẹn gặp lại nha. Con chào chú. Khi nào vô lại? Cái này là chiều nay mới có cái giấy ra viện, mới có giấy hẹn, nhưng mà em nghe trước thì cô nói là hẹn 10 ngày xong lại tái khám lại. Khả năng là về quê cao ha. Dạ. Nhưng mà về đâu, mai em lại sang bên Nhi Đồng cho cháu kiểm tra khám. Ai qua đó hả? Vâng, bởi vì là hiện tại nó vẫn đang sưng, nhưng mà em kiểm tra nếu mà trường hợp mà may được cái khoang mũi khoang miệng ấy để cho nó có cái vách ngăn nó cách ra thì để cho cháu ăn nó tiện hơn. Trời, vậy nói xuất viện tưởng là mình cũng ở trong bệnh viện bú, ai nhà đi các bệnh viện khác để mà hỏi nữa. Dạ, bởi vì trước giờ là cháu mổ bên Di Đồng 2 ấy, nên mình bắt buộc phải sang bên đấy. Rồi, tạm biệt chim sâu ha. Tạm biệt nha. Tạm biệt chim sâu. Cố gắng nha con. Đây cho em mượn lại cái mic ha. Dạ. Mình với lại mọi người chào tạm biệt chim sâu ha. Rồi còn những phút còn lại đó thì chúng ta gặp lại hai mẹ con của cháu Thiện Tâm. Có một gia đình cũng có gửi ít tiền cho cháu Thiện Tâm để mà xem tình hình của cháu Thiện Tâm những ngày qua như thế nào. Thôi tạm biệt con nha con gái. Thôi anh về đi, anh ẩm cháu về. Mà đợi kết quả thì ở đây cho nó mát chứ vô trong bệnh viện. Dạ, nếu mà trường hợp mà có được cái giấy ra viện sớm thì em chạy tranh thủ em sang bên Nhi Đồng càng sớm càng tốt để kịp cái giờ để thăm khám. Dạ. Em cảm ơn ạ. Khi nãy là mình đã thăm chim sâu và cũng như chia sẻ cho mọi người, cũng không có thời gian nhiều để mà nói chuyện với lại là ba của chim sâu nhiều hơn, tại vì cháu cần phải đi qua bên Nhi Đồng 1 để mà kiểm tra. Và đây là cái trường hợp thứ hai mà mình cũng đã chia sẻ được vài lần, trường hợp của cháu Thiện Tâm. Khi mà cháu bệnh thì ba bỏ đi, và trường hợp này thì cũng tương tự trường hợp của chim sâu, đó là bị hóc mũi á mọi người, bị khối u hóc mũi. Cháu này nè, chim sâu là lúc trước 6 tháng trước mình gặp chim sâu là y chang như bạn này. Có nghĩa là không có phát hiện ở bên ngoài là cái khối u nó nằm ở đây, hoặc là bên trái hoặc là bên phải, tùy theo. Hôm nay thì bạn này không có được lanh lại, hôm nay bạn này không có được khỏe đó. Đây, trả lại cho mẹ nè. Em tháo khẩu trang ra giùm anh Duyên. Hôm nay tình hình sức khỏe của con em sao, nói cho anh nghe. Dạ, cũng bệnh tới bệnh luôn, mệt khó chịu. Hình như là hôm nay là cháu nó gầy nè. Dạ, nó không ăn 3-4 bữa nay rồi. Nó mệt, nó đuối thì cũng ép cho nó ăn, cũng không ăn nhiều nữa. Nên nó. Ủa mà là mấy bữa nay sao không ở nhà lưu trú mà vô trong bệnh viện? Tại vì bác kêu nhập ở chổng luôn, có gì cũng thuận tiện hơn, chứ giờ đây lỡ có gì chạy không kịp. Ý là đang bị vấn đề gì á? Có sốt. Nặng, sốt cao không? Cao, nó bị thiếu, bị giảm bạch cầu á. Có hay bị như vậy không? Dạ không, có chiếc này nó bị, giờ vô hút rồi về cái đâu được 3 ngày.
xong rồi sốt rồi điện cho bác rồi bác kêu lên cho cháu nó chơi gì được không? Dạ. Hay là cho vô mát, ngồi vô mát? Dạ được. Con vô đây nè con. Mỗi bữa là lanh lắm, lanh hơn mấy cái bạn mà ở trong nhà lưu trú nhiều luôn á. Thí dụ như là lanh 10 đi, hôm nay là chỉ có 1 thôi. Hôm nay là khờ. Rồi vô trong đó là bác sĩ họ cho uống thuốc rồi họ làm những gì? Chích thuốc, rồi truyền máu máu thẳng. Chích kháng sinh đó. Máu thẳng là máu sao? Máu máu đỏ á, máu thẳng như nó bị tụt bạch cầu á. Ừ. Nên vô. Thường thường mấy cái cháu mà bị cái khối u hóc mũi á là có hay bị như vậy không? Dạ nó cũng không có gần nữa. À cũng không có hỏi ha. Dạ. Mình lo con mình thôi. Dạ. Là hôm nay là vậy là đỡ rồi đó hả? Dạ, vậy là đỡ rồi đó chứ nó cũng yếu hơn mọi bữa. Hồi bữa thì nó còn lanh lợn nó chạy tới chạy luôn, còn bữa nay là nó hết giỡn. Bữa nay là hết quậy rồi. Hết giỡn. Nó không có còn giỡn nữa. Ăn uống được chưa? Ăn uống được chưa Duyên? Dạ. Ăn uống được chưa? Chưa, nó cũng không ăn. Uống sữa vậy thôi hả? Dạ. Nhiều khi cũng không uống sữa. Hôm bữa anh hồi nào ta anh lên là thấy bà ngoại của cháu đúng không? Dạ. Và bà ngoại đâu rồi? Bà ngoại về quê. Về có quê công hả? Chuyện. Ừ. Nên giờ có hai mẹ con nè. Ừ. Rồi đâu có ở máy ấm này được, rồi đi lên đó thuận tiện cho ảnh luôn. Có gì cũng xoay sở được. Cũng có bác ở đó. Thấy đừ hết trơn, mặt mày đừ hết. Rồi từ bữa tốn kém hết bao nhiêu rồi em? Dạ 9.730.000. Xin nhớ rõ luôn hả? Dạ. Rồi tiền ở đó là đâu có em mà đóng? Dạ. Tiền trong đó tay mạnh thường quân tay vô tay cho. Ừ. Nhưng kỳ này vô thì chưa có mạnh thường quân cho nên không biết tiền đâu đóng. Kỳ này là tốn kém bao nhiêu? Dạ chưa có tay biết. Chưa biết hả? Chưa biết. Đây, chú gắn lại cho. Này ai mua cho con đây? Hả? Ai mua cho con đây? Chắc xuống cả nửa ký hả? Dạ, xuống ký. Ba bốn bữa nay không ăn, cháo cũng không ăn, sữa cũng không uống. Ủa cái tay này bị sưng đây nè. Dạ, sưng. Sao bị sưng vậy? Vô quá chắc á. Ừ. Rồi cái kim hư á không biết. Rồi nên đẩy luôn rồi cái nó bị sưng. Rồi nó sốt. Ừ. Bây giờ bữa chích thuốc kháng sinh đó, giờ nó xẹp rồi. Bữa hôm nó quá trời luôn, bự, sưng. Ừ. Bự lên luôn. Có mủ luôn. Ừ. Con có mệt không Tâm? Có mệt không? Bữa nay không có gặp ai cũng kêu ba hết. Thường thường là cứ vô trong bệnh viện cái là gặp người đàn ông nào á là cũng kêu ba hết. Hình như là thiếu thốn tình cảm của ba đó. Mà chưa biết khi nào là cho về nhà lưu trú ha em. Dạ chưa. Ừ. Chừng nào bác xét nghiệm máu thấy ổn rồi bác mới cho về. Ừ. Hôm nay anh không có dự định là anh gặp Thiện Tâm đâu, nhưng mà có một cái gia đình tên là gia đình Hiếu Lâm á. Dạ. Gia đình Hiếu Lâm ở Canada ha. Dạ. Có gửi cho Thiện Tâm 1.500.000. Dạ. Nha, gia đình Hiếu Lâm ở Canada gửi cho con của em 1.500.000 nha. Dạ. Để anh gửi luôn. Chứ cô không biết là khi nào anh xuống lại. Dạ. Nè, anh gửi nè. Dạ. Em cảm ơn. Ừ. Gia đình của Hiếu Lâm. Hiếu Lâm ở bên Canada. Ừ. Đã cho mẹ bị bệnh. Mẹ dám vô cho con. Em rất là cảm ơn. Không biết nói gì hơn.
Từ bữa giờ đâu có liên hệ gì được với ba của cháu hả? Dạ không. Ừ. Tại ba của cháu ít có coi YouTube. Dạ. Ừ. Cũng không có lo chu cấp gì cho con của em. Dạ. Giờ là vô lại bệnh viện hay có đi đâu? Vô lại bệnh viện. Ừ. Đặng cho bác theo dõi. Hồi nãy là ai chở hai mẹ con qua đây? Dạ ba. Ba Bảo hả? Dạ ba Bảo. Hôm nay mình chia sẻ cho mọi người hai trường hợp của hai cháu là cùng chung một bệnh, đó là bị hóc mũi á mọi người, khối u ngay chỗ hóc mũi. Trường hợp để chú xin nói cái chú xin tắt máy rồi chú xin gắn cho nha. Hai trường hợp, trường hợp của chim sâu thì mọi người cũng thấy rồi đó, chim sâu hôm nay là diễn biến là không có được tốt. Cháu này cũng vậy, cháu này hôm nay là bị sốt liên tục, hình như theo mình biết là như sốt là hơn một tuần rồi đó. Rồi thôi thì những cái lời chúc của mọi người sẽ dành cho hai cháu đi mọi người, rồi có thời gian thì mình sẽ cập nhật thông tin của hai cháu. Tạm biệt Tiện Tâm nha. Một lần nữa thì cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Có những cái thông tin gì của hai cháu thì mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người. Một lần nữa xin chào và hẹn gặp lại.